máy khoan phay mini hiệu Rong Fu, model là RF 31 N2F ha. Đây là cái máy song sinh với cái thằng model là RF 31, nhưng mà cái con này có thêm chức năng tự động ăn phôi, là chỉ cần gặt cái cần khoan là tự động trục chính xuống ăn xuống khoan ha. Thì máy có hai chức năng cơ bản, đó là khoan sắn từ 3 đến 32 mm, phay mặt 76 mm, phay ngón là 20 mm. Thì ngoài những chức năng chính này thì máy còn có thể là taro, nhưng mà khách hàng phải đặt riêng. Nhờ cái model này thì có một khách hàng đặt sẵn luôn là cái chức năng taro nè. Đó, hai chế độ khoan khoan ở đây, taro ở đây. Thì khả năng taro của con này lớn nhất từ M4 tới M16 ha, trên thép. Thì công suất motor là 1.5 HP, 12 cấp tốc độ, bàn phay, bàn làm việc là bàn phay chữ T. Đang kiểm tra hàng trước khi giao ha. Hàng chân đế nè, còn nguyên vẹn luôn. Đó, ngoài ra thì máy sẽ có một số cái tùy chọn như là chân đế dạng thùng. Đây, cái chân thùng đế nằm đây. Hoặc là eto phay. Theo tiêu chuẩn thì cái máy này thì giống giống như cái máy RF31 thôi. Là sẽ có cái kèm theo là một chui côn MT3 dạng ki rút gắn sẵn trong máy, đọc kẹp mũi khoan 13 mm cho phay mặt 76 mm, cán dao phay mặt luôn. Rồi eto pha đầu kẹp mũi khoan 13 ly. Eto khoan 3 inch. Thì ngoài những cái tùy chọn này thì khách hàng có thể đặt hàng thêm những cái như là cái bộ chạy bàn nhanh tự động ha, trục ép. Hoặc là nâng cấp tốc độ thành 24 cấp ha, với motor là 2 cấp số. Có gì nghe khác chứ ta. Thì ngoài ra thì có một số cái phụ kiện như là mũi taro nè, mũi taro, mũi phay, mũi khoan, thì khách hàng cũng có thể là mua thêm. Đây là cái eto phay hiệu Vtech 400, mình sẽ giao kèm thêm cái máy luôn. Rồi cái máy khoan phay mini RF31N2F này bảo hành 12 tháng, thì giá nó sẽ mắc hơn so với thằng RF31 thông thường thì tầm khoảng 7-8 triệu nữa. Thì mọi chi tiết thì liên hệ với số điện thoại là 0975 157 412 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ giao cố kiện để mà trước khi giao đây. Chào mọi người ha.